Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện audio. Mình tiếp tục gửi cho bạn bộ truyện Luyện khí 10 bạn năm, tập 43. Rất mong các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh, một comment cảm xúc ở phía dưới phần bình luận. Mình xin chân thành cảm ơn. Rồi, chúng ta bắt đầu đến chương của ngày hôm nay. Chương 317. Đập tay thề. Người ngươi thật sự nguyện ý giúp ta sao? Từ dương kinh ngạc nhìn trưởng công chúa vô song trong trang phục hộ vệ. À, mặc dù ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng những lời của người nói đây chỉ là một thế giới hư ảo, nhưng lần trước người đã cứu ta, đúng dịp ta có thể ra tay giúp đỡ người. Vì sao không nhân dịp này khiến người nợ ân tình chứ? Vô song đột nhiên nói khiến cho từ dương vui vẻ không ít. Muốn nói, Ai là người đứng đầu trong toàn bộ thần quốc không thể nghi ngờ đó chính là Trường Công Chúa Điện Hạ dùng mạo thành đại xuất trần trước mặt này. Tốt lắm, vậy thì xin kính nhờ vậy. My tâm của Từ Dương đánh ra một đạo lạc ấn tinh thần vào trong hồn hài của Trường Công Chúa, nhưng rất nhanh. Từ Dương phát hiện, thế giới tinh thần của Trường Công Chúa giống như đại dương Minh bồng rộng lớn vậy. Cho dù hiện tại hắn đã được giao cho màu sắc thế giới linh hồn, cũng không có biện pháp tiến vào không gian hồn hải của nàng. Trời ạ, à, chẳng lẽ đây lịch tính là chỗ dựa cường đại của người thống trị trí cao thần quốc chân chính hay sao? Dạng tinh thần lực như này thật đáng sợ rồi đấy. Cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc vô song lần nữa mở hai mắt ra, trạng thái kết nối với linh hồn của hai người tự nhiên đánh gãy. Huyền người một câu đây, không nên tùy tiện thăm dò ta đâu, Người nên biết sở dĩ ta được xem như là tín ngưỡng của thần quốc là bởi vì linh hồn của ta vô cùng thuần túy, có thể dung nạp ánh sáng tín ngưỡng, thần bản nguyên lại. Nói cách khác, hồn hài không cùng dạng không gian linh hồn với những người khác đâu, tùy tiện thăm dò, rất có thể sẽ khiến cho người bị tổn thương đó. Vô song không có ý thức giận, thì mà, mà chỉ là đang lo lắng về những gì từ dương nói ra. Nhưng nàng cũng biết từ dương không đơn giản như những gì nàng nghĩ. Được thôi, trong vòng 3 ngày ta sẽ cho ngươi một câu trả lời chắc chắn, thôi, ngươi trở về trước đi. Từ Dương có chút chứng sở không thể làm gì khác hơn là mỉm cười gật đầu. Như thế nào, không nỡ rời xa ta sao? À, ta đã nghĩ trong nhà bây giờ nữ nhân đã đủ nhiều rồi, thân phận của ngươi lại có chút rất đặc thù, lúc này cũng phải xen lẫn một chỗ với các nàng, chắc ngươi không có thích ứng chứ? Chẳng biết tại sao khi hắn nói ra lời này lại quay mặt qua bên khác không dám đối mặt với vô song. <laughs> Đúng là cái đồ ngốc mà. Không phải ta phải hồi công điều tra giúp người hay sao. Nếu như người muốn quay về cùng ta, ta cũng không có ý kiến gì đâu. Theo bản năng từ dương run cả người, vùng tay lên nên hóa thành một vệt sáng biến mất ở tại chỗ nhìn bóng lưng Từ Dương nhanh chóng rời đi, vô song nhị không được cười khẽ nhưng thoáng chốc nàng như khôi phục lại dáng vẻ uy nghiêm lạnh nhạt của một nữ hoàng có khả năng khống chế vạn vật kia. Ngay cả ánh mắt quan sát thiên địa sông núi cũng ung dung khó diễn tả thành lời. Nữ nhân này là một trong số ít tồn tại mà Từ Dương nhìn không thấu nhưng nàng ta đột ngột không thể cưỡng lại được bao lặn không kể cưỡng lại được lao vào trong đội và cuộc sống của hắn đây bất ngờ thường tồn tại tồn tại với nguy hiểm Từ Dương rất hiểu rõ đạo lý này nhưng trước mắt điều duy nhất hắn có thể làm chính là chờ vô song thật sự có thể mang đến cho hắn mình mối hữu ích gì đó dù sao nàng cũng là người có quyền thế nhất toàn bộ thần quốc nếu như ngay cả nàng cũng không tìm được Từ Dương cũng không có hy vọng thoát khỏi đình các vô tận của thế giới ảo tưởng này Thật ra thế giới ảo tưởng này cũng không tổn thương gì hắn, nhưng điều đáng sợ nhất là chính nó đã đồng hóa tất cả linh hồn đến thế giới này. Thậm chí ngay cả từ dương cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi nếu hắn ở thế giới ảo tưởng một thời gian dài có khi nào sẽ đánh mất mong muốn rời khỏi đây không. Vào trong sân, Từ Dương bị dọa cho hết hồn, bởi vì hắn nhìn thấy trong viện có khoảng hai ba chục người hắn không có biết mặt, một số người trong đó khi thấy Tử Dương từ tức đại nhân trở về trở nên hưng phấn vô cùng. Tử tức đại nhân cuối cùng ngài cũng đã trở về rồi. Có chuyện gì sao? Tiểu hoa vội vàng đi tới nàng lúng túng nhỏ giọng giải thích với Tử Dương. Thiếu ra, bọn họ đều là những vị quan của thần quốc chắc là đến định bợ ngài đó. Ta đã sớm hạ mệnh lệnh đuổi khách thế nhưng ra mặt của mấy tên này quá dày đi. Nói thế nào cũng không có chịu đi từ Dương cười khẽ gật đầu. À, không sao đâu, cũng không phải là lỗi của ngươi, giao cho ta là được rồi. Từ Dương nói xong đi tới giữa sân chắp tay gật đầu xem như là đáp lễ, sau đó lập một kế hoạch tổng thể đơn giản cho kế hoạch của mình trong khoảng thời gian đến. Cái gì? Đại nhân ngài muốn đi ra xa xa à? Nhưng mà tại rằng không có thích hợp đâu. Từ tước đại nhân bây giờ ngài vừa mới được triều đình trọng dụng như thế, nếu như không thừa cơ hội này cùng cố địa vị của chính mình, chẳng phải là về mặt những vị bị... về mặt những vị quan này tràn đầy thất vọng vội vàng muốn thay đổi suy nghĩ của Từ Dương dù sao bọn họ cũng không muốn từ bỏ một chiêu tân binh mới quật khởi như vậy lôi kéo được Từ Dương là mơ ước tha thiết của bất cứ ai à ta đây xin lỗi ý ta đã quyết rồi lòng tốt của các vị Từ Dương ghi tạc ở trong dạ tương lai nếu ta có thể giúp được gì thì cứ lên tiếng nhưng trong vòng 3 ngày ta phải rời khỏi thần quốc không biết bao giờ trở lại đây. Trên mặt các đại lão tràn đầy thất vọng nhưng không thể tỏ vẻ khó chịu trước mặt tử dương được. Dù sao cũng không có ai mời bọn họ vào. Là do bọn họ tự nguyện thôi, không có quan hệ gì đến tử dương. Được rồi, nếu đã như vậy chúng ta cũng không tiện quấy rầy nữa. Tử dương tử tước, chúng ta rất hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ điều này. Hiện tại quan võ thần với thần tướng bên trong thần quốc cạnh tranh đối tương đối là kịch liệt. Nếu người có ý định trở thành thế lực thứ ba đối địch, dân có thể sẽ bị hai nhóm người này liên thủ nguyên ép đó. Đến lúc đó, tình huống của người sẽ rất tồi tệ độ. Từ dương gật đầu lần nữa tỏ ngỏ ý cảm ơn. Tiểu Hoa, tiễn khách thôi. Từ dương tự thân ra trận không tốn quá 5 phút đã dọn dẹp nhóm quan to huyền quý này, Trời, thiếu ra, ngài thật là thông minh, chỉ mấy câu đã đuổi cổ được tất cả bọn họ rồi. Từ dương bất đắc dĩ lắc đầu, à, chỉ là một đám ô hợp nịnh nọt mà thôi, chẳng làm được cái trò chống gì, ta không thể vì mấy tên gia hỏa này mà làm chế này đại sự của chính mình được. Nhưng danh lợi thế tục đối với ta mà nói không có ảnh hưởng gì cả đâu. Ánh mắt của tiểu hoa thoáng qua chút thất vọng, nhưng nàng không biểu lộ tâm tình của mình tiếp tục vì từ dương bận rộn. Đột nhiên, hậu hoa viên trở nên náo nhiệt chẳng qua lúc từ dương trở lại hậu hoa viên đã thấy một màn suýt chút nữa khiến cho hắn gất đi ngũ kim hoa tiểu đoan đoan long khôn cùng với linh giao tàn ca trực tiếp chạy tới thế mà kiếm ra hai bàn cờ tướng ồ thần của ta chương ba trăm mười tám rời khỏi kinh đô thần quốc à, à dương ca ca huynh đã trở về rồi Đại tiểu thư ngũ kim hoa xông tới chỗ lão đại không thèm nhìn quân cờ của mình. Long khôn bên cạnh rất thông minh, từ dịp nha đầu này đứng dậy tùy tiện thay nàng đánh một quân cờ mà hắn ăn được. Này này, ta nói đây này, các người cũng biết giải trí đó đấy chứ. buổi tối rảnh rỗi thôi, cũng phải thu xếp giải trí thư giãn một chút chứ. À Dương ca ca, Huỳnh có chơi cờ tướng hay không? Rất thú vị đó, nó là công cụ giết thời gian quả nhiên là rất tốt đó. Từ Dương đau cả đầu, ôi nếu như ta không có nhìn lầm Chiêu này của ngươi vẫn còn có cơ hội đó Lời nói vừa mới dứt từ dương lấy một quân bài trong tay Mặt cũng không thèm nhìn Chỉ dùng tay sờ lên liền cười hì hì đem quân cờ này nhét vào bàn tay của nàng Thôi các ngươi chơi đi Cho chơi cho vui vẻ một chút À đúng rồi Để tiểu hoa chúng ta nghỉ ngơi một chút đi Đừng có việc gì cũng gọi nàng làm phiền đấy Bóng lưng của hắn nhanh chóng biến mất đại tiểu thư ngũ kim hoa mở quân cờ ở trong tay. Cả người hoàn toàn bị dọa cho sợ. Gì vậy? Azungaka nhất định chính là du thần trong thuyền thuyết rồi. Trong nháy mắt ba ngày trôi qua, trong thời gian này, những chuyện trong nhà hắn đã an bài thỏa đáng. Đám người trong đội cả ngày sống phóng túng vui vẻ. Chỉ mình từ dương mỗi ngày đến trốn ở trong phòng ngồi tu luyện tiếp tục làm quen với sức mạnh tu la của chính mình. Đồng thời, tu luyện như vậy cũng có thể khiến cho thế giới tinh thần của hắn trở nên thanh tỉnh hơn, không vì trở cản vật xung quanh thay đổi mà ép buộc bản thân phải đồng hóa. Từ dương hiểu rất rõ ràng, một khi ý chí của hắn biến mất không thấy gì nữa, rất có thể hắn thật sự không có cách nào thoát khỏi thế giới ảo tưởng này. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, đưa mắt nhìn qua, người tới chính là trường công chúa vô song. Khi đối mặt với từ dương, trường công chúa cười chào hỏi, như thế nào, mấy ngày nay ngươi lúc nào cũng ở trong trạng thái tu luyện hay sao, còn những nha đầu ngoài kia thì chơi đến quên cả trái đất rồi đó. Từ dương bất đắc dĩ thở dài, à, nhưng bọn họ không tim không phổi cũng tốt mà, đối với ta mà đói. Sớm ngày tránh thoát khỏi thế giới ảo tưởng này mới là chính đạo chứ, ta còn quá nhiều chuyện còn chưa có làm đây. Vô song trần chờ một lát quyết định đưa quyển trục này cho hắn, ngay cả bìa, bìa quyển trục cũng được ngậm vào hoa lệ mở ra xem từ dưng nhìn thấy tin tức trên đó khiến hắn chấn động vô cùng những miêu tả đầu tiên tả chính xác vị trí đệ tử lăng thanh thủ hiện tại vân khẩu lĩnh đó là nơi nào à nó là một khu vực đồng bằng phía đông nam của thần quốc ta nơi đó có một vài tộc du mục cũng có đồi núi và thảo nguyên còn có rất nhiều chủng chủng tộc quân cứ giải rác ra ta đã giúp người xác nhận qua rồi người bạn có tên là Lăng Thanh Thủ của ngươi là người thừa kế của một tộc trong tộc Du mục này Từ Dương hài lòng gật đầu cái này thực cảm ơn ngươi nha Công chúa Vô Song đúng là thần thông quảng đại mà Vô Song tức giận hừ cười một tiếng cái gì ngươi đang diễu cợt ta hay sao nếu chút chuyện này cũng không làm được ta cũng không xứng với chức hộ vệ của ngươi Tư Dương dùng mình nói, Ôi thôi quên quên đi, ta cũng không có can đảm mời người đứng đầu thần quốc làm hộ vệ cho ta đâu. À mà đúng rồi, mấy người sau khi vì sao lại phong ấn tinh thần lực. Vô song nghiêm mặt nói, À, nó là bởi vì ta chỉ nhận được tin tức và manh mối thôi, chưa hoàn toàn kiểm chứng được, ta đã cho người xác minh rồi. Một khi thân phận và vị trí của bọn họ hoàn toàn được xác nhận, phong ấn tinh thần lực tự nhiên sẽ được giải trừ thôi lúc này từ dương mới hiểu ra gật đầu một cái à thì ra là thế sao có phần công hạng nhất này của ngươi hành trình của chúng ta xem như là bắt đầu rồi chúng ta người xác định được chứ trong danh sách đồng hành của ngươi có ta gia nhập hay sao từ dương cười cười không như vậy thì sao ngươi cả ngày ở trong cung cũng không có chuyện gì làm cơ mà huống chi ở thần quốc chuyện ngươi muốn làm ai mà dám cản vô song sau đó cười nói Muốn ta gia nhập cũng không phải là không thể đâu, thậm chí ta còn, còn có thể giúp ngươi tìm được tất cả đồng bạn của ngươi, nhưng vì chuyện này ngươi nhất định phải nợ ta một ân tình lớn đó. Từ dương nhíu mày hỏi, nói chính xác thì khi ngươi cần ta phải thay ngươi là một chuyện hay sao? Không sai, yêu cầu này của ta ngươi nhất định có thể làm được, hơn nữa sẽ không vi phạm bản tâm ý chí của ngươi đâu, như thế nào đây? Thế thì không có vấn đề. Vô song cười khẽ giơ cánh tay ngọc lên muốn làm động tác đập tay. Tại thần quốc của chúng ta, ước định giữa nam nhân và nữ nhân cũng có thể dùng phương thức đập tay xem như là gông xiềng, trừ phi một bên mất đi sinh mệnh bằng không ước định này sẽ mãi mãi không được thay đổi đâu. Hai người nhẹ nhàng đập tay vào nhau, quả thần có một tia thần lực sáng tụ mà không tán ra, sau đó biến mất ở trước mặt của đối phương. Tối đến, Từ Dương triệu tập tất cả mọi người trong đội đến đỉnh viện mới của hắn, bên trong bày một bữa tiệc lầu tự phục vụ mọi người cùng nhau nâng ly cạn chén hòa thuận bữa ăn vô cùng vui vẻ ngay cả người quen tiếp nhận sự sùng bái của chúng sinh như vô song sâu ở trong nội tâm vẫn tràn đầy cảm giác thỏa mãn sắp kết thúc buổi tiệc từ dương thay đổi thành hình dáng vui vẻ nghiêm túc nói rõ kế hoạch tiếp theo của hắn với mọi người theo như kế hoạch ngày mai chúng ta sẽ phải chuẩn bị đi ngày hôm sau nữa phải xuất phát từ kinh đô thần quốc đi tới vân khẩu lĩnh ngũ kim hoa nghe vậy vô cùng hưng phấn đối với các nàng mà nói có thể ra ngoài du ngoạn là một việc vô cùng kích thích tiểu hoa cũng không có phản đối ý muốn của thiếu gia chính là ý muốn của nàng thiếu gia đi đâu nàng tự sẽ đi theo đó còn về long khôn ngoái mũi hư lạnh một tiếng đồng ý xưa nay hắn không sợ trời không sợ đất quen làm nhị thế tổ rồi lòng can đảm lớn hơn người bình thường nhiều trong đoàn đội người khổ sở duy nhất chỉ có phó thông lĩnh đánh thuê linh giao vô song nhìn ra lo lắng của nàng liếc từ dưng mà không có nói gì nhưng khi trời tối linh giao mang tâm sự nặng nề trở lại đội ngũ lính đánh thuê thông lĩnh lính đánh thuê cũng chính là sư huynh a à lỗ tạp nhĩ của linh giao người này đã gặp nàng trao cho nàng danh hiệu cao quý nhất đảng nam tước bảo lưu toàn bộ chức vị đặc quyền của nàng cho nàng nghỉ ngơi một năm đặc cách của hoàng quyền linh giao phấn khích vô cùng nhưng nàng cũng có chút nghi hoặc về ân sủng bất ngờ này sau một hồi hò giỏi dò hỏi thủ lĩnh đánh thuê à lỗ tạp nhĩ mới lộ ra công lao này thuộc về từ dương đương nhiên không thể nói với nha đầu này là do trưởng công chúa sắp xếp được thế là gánh nặng của ninh giao đã được chút bỏ toàn đội cũng có thể xuất hành qua một ngày chuẩn bị rạng sáng hôm sau thuyền tam tê thần lực đã xuất phát trên bầu trời của thần quốc cuối cùng toàn đội của Từ Dương cũng đã thực hiện bước đầu tiên để đi ra ngoài tìm người. Trường 319 Đường Dương Tộc Phải thừa nhận thế giới ảo thần quốc mà tiêu dạo đạo nhân sáng tạo ra có hết thảy những cảnh đẹp chân thực không gì sánh kịp giống như một không gian song song tồn tại độc lập vậy. Điều khác biệt duy nhất là thế giới ảo tưởng được tạo ra từ tinh thần lực còn không gian song song được pháp tắc tồn tại chân thực sáng tạo ra. Đương nhiên, nếu kết hợp tinh thần lực và pháp tắc một cách hoàn mỹ có thể sáng tạo ra một thế giới vĩnh hằng chân chính, được hay không trước mắt vẫn còn là một ẩn số. Bởi vì tại cấp độ của đại lục này ngoại trừ Tula không còn ai từng đạt đến trình độ như vậy. Đám người một đường bay rời khỏi bầu trời kinh đô thần quốc, tiếp nhận vào bầu trời vương vực khác của thần quốc, tận hưởng vẻ đẹp của thế giới này, đây là lần đầu tiên bọn họ rời khỏi kinh đô, nhìn thấy cảnh đẹp ở trước mắt kích động vô cùng. Trời ạ, à, ta đây còn sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy thế giới bên ngoài kinh đồ đó, thật sự là quá đẹp cơ mà, ta không muốn trở về chút nào nữa đâu. Ngũ kim hoa kích động hô lớn từ bom thuyền trên bầu trời nhìn ngắm xung quanh như muốn thu hết toàn bộ thế giới vào mắt vậy, loài cảm giác thỏa mãn đến không nói lên lời. Thế giới rất lớn này sao, cuối cùng chúng ta cũng có có thể ra ngoài một chút cơ mà. Tâm trạng của Từ Dương cũng rất tốt, đột nhiên hắn cảm nhận được một đặc thù của thế giới này, hắn nhìn không được bắt đầu suy nghĩ. Thế giới ảo tưởng và thế giới chân thật chỉ đối lập với nhau, ý nghĩ tồn tại không khác gì không gian song song, không thuộc về nơi đây đơn giản cũng chỉ là ý niệm suy nghĩ của một người mà thôi. Nếu như tất cả vị diện song song đều có thể tự do tồn tại, có lẽ sẽ là một loại tiên phong không có gì sánh kịp. Này, nghĩ gì thế? Ánh mắt của người nói cho ta biết trong đầu người đang nghĩ tới không phải chỉ có đồng bạn của mình đâu. Chẳng biết từ lúc nào vô song đi tới bên cạnh Tử Dương, nha đầu này lúc nào cũng mang theo vẻ mặt tần bí, dọc theo đường đi linh giao vô cùng hứng thú với vô song. Nàng ta không chỉ một lần muốn tìm hiểu thân phận của vô song nhưng đều bị nữ nhân này khéo léo ứng đối, linh giao cũng không có cách nào khai thác từ nàng ta. Nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới này nên sinh ra chút cảm khái mà thôi. Chầm mặc một lát lần này tự dưng có chút không thích ứng ngược lại hứng thú quay đầu nhìn vô song. Ta có tưởng rằng ngươi có thể lên tiếng giữ ta lại nhưng ngươi cũng không có làm như vậy. Vô song sau đó cười khẽ. Bởi vì ta biết ta không thể thay đổi suy nghĩ được của ngươi, chỉ có chính ngươi mới có thể khiến cho ngươi nhìn thấu những thứ người chưa từng nhìn qua thôi. Người khác nói vinh viễn chỉ có tác dụng phụ trợ, bản tâm lĩnh ngộ thông thấu mới có thể có giác ngộ thật sự chứ. Thời gian trôi qua, phi thuyền đi xuyên hết ngọn núi này đến ngọn núi khác lặng lẽ tiến vào khu vực Vân Khẩu Lĩnh. Thảo Nguyên bao la rộng lớn kéo dài vô tận mang đến cho người ta một loại cảm giác vô cùng thư thái chính là chỗ này rồi dựa theo tư liệu hiện ở trên quyển trục mục tiêu của mục thần bộ lạc chúng ta phải cẩn thận tìm kiếm một phen biết đâu có thể thu hoạch gì lớn đó từ dương gật đầu tán thành sau đó thao túng phi thuyền chậm rãi đi di chuyển về phía dưới thuyền này do thần lực khống chế có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ sau khi hạ xuống đất có thể biến thành một chiếc xe do thần lực đẩy đi chậm rãi đến gần bộ lạc Dừng lại, các người là ai? Từ Dương đứng ở phía trước bom thuyền nhìn mười mấy đại hán cưỡi ngựa trước mặt cùng kính chắp tay nói. Xin chào, chúng ta là sứ giả đến từ kinh đô thần quốc muốn tìm kiếm tộc nhân của mục thần tộc. Mười mấy đại hán trước mặt đưa mắt nhìn nhau, người cầm đầu trầm ngâm trong chốc lát lại nhìn chiếc xe có hình thù đặc biệt kia gật đầu một cái. Nếu tìm kiếm một thần tộc thì đi cùng với chúng ta, nhất định có manh mối các người muốn biết đó. Rất nhanh, Xe này dưới, dưới lần dẫn đầu của mấy đại hán đã tiến vào bộ lạc trên Bình Nguyên. Mấy trục tộc nhân du mộc mặc trang phục đặc biệt tiến gần đến lều cỏ. Trên người bọn họ tàn mát ra khí tức tu sĩ vô cùng mãnh liệt. Xem ra cũng phải người lưng, không phải là người lương thượng gì. Nếu thật sự muốn động thủ, bọn họ cũng là có một nhóm có sức chiến đấu mạnh mẽ. Tộc trưởng đại nhân cho mời. Người đứng đầu tự mình tiếp dẫn mấy người tử riêng nghiên hiên ngang trang đi vào trong lều cảm thấy bầu không khí xung quanh vô cùng quỷ dị quan trọng hơn những người này phát ra âm thanh khiến cho người ta nghe khó hiểu căn bản không biết bọn họ đang nói gì với nhau nghe này nếu chút nữa có tình huống gì phát sinh thì phải trốn ở sau lưng ta đó hồn âm của từ dương truyền đạt cho từng đồng đội của hắn dáng người của đoàn đoàn nhỏ nhắn trực tiếp được từ dương ôm vào trong ngực thao thiết chỉ lớn bằng bàn tay ngồi xồm ở trên vai tử dương hết sức an toàn sau khi tiến vào trong lều hơn 10 đại hán làn ra màu đồng chậm rãi xoay người lại điều khiến cho mọi người bất ngờ chính là mấy cường giả này đều là lãnh đạo tộc người du mục trên mặt và ở trên người đều khắc đường vân vàng đậm giống như ký hiệu đặc thù trên những ký hiệu đó đều ẩn chứa khí tức của chiến binh mạnh mẽ đây là sức mạnh chú văn đặc biệt của các tộc du mục, cũng là một loại đặc thù của tu sĩ, dung hợp sức mạnh bản thân và sức mạnh tự nhiên thành một thể bảo tồn bên trong chú văn và huyết mạch đó. Hồn âm vô song nhanh chóng truyền vào cơ thể thừa Dương, giúp hắn cập nhật được chút kiến thức càng quan trọng hơn, trong hồi niệm mà vô song truyền tới có đặc điểm thuộc tính và trạng thái tương ứng với chú văn được khắc sâu ở trong đầu hắn. Nhìn qua mười mấy người ở trước mặt này Từ dưng cũng nhận thức rõ ràng sức mạnh của bọn họ Ta nghe nói mấy người các người muốn tìm kiếm một thần tộc hả? Có chuyện gì hay sao? Người đứng đầu này hẳn là tộc trưởng da màu đồng hai mắt sáng ngời khí thức vô cùng cường đại Ta đây đi tìm kiếm cố nhân Không biết các hạ thuộc về tộc nào Có biết mục thần tộc ở nơi nào hay không? Chỉ sợ đã làm cho các người thất vọng rồi Bởi vì mục thần tộc đã bị tuyệt sát hai ngày trước rồi Người nói cái gì? Mọi người kinh hãi hồ lên, ngay cả từ dương khi nghe được tin tức này trong lòng cũng run rẩy. Ta nói có lẽ các người còn không có tin, nhưng đương dương tộc chúng ta không cần thiết phải nói dối đâu. Một thần tộc bị hủy diệt có mười mấy tộc dân trốn ở chỗ chúng ta. Để ta cho người dẫn bọn họ vào, các người hỏi xem ta nói thật hay giả nha. Tộc trưởng vừa mới ra lệnh một đại hán trong lều vội đi ra ngoài nhanh chóng dẫn mấy người già và trẻ em vào. Dựa theo ghi chép trên quyển trục giữa chán của tộc nhân, mục thần tộc có một đạo ấn ký hỏa văn đặc thù, mười mấy người ở trước mặt này đúng là có ấn ký như thế. Trường 320, Vân Khâu Lĩnh Các vị, thì nay nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, đến tuần cùng là người nào đã hạ thủ với các người. Trong đó, một lão phụ nhân vẻ mặt thống khổ mở miệng. Mục thần tộc của chúng ta đột nhiên bị chiến huy tộc bên cạnh tập kích rồi, từ thương nặng nề, Bọn họ thừa dịp các tu sĩ thần tín của tộc trưởng chúng ta không có ở đây, trắng trợn tàn sát tộc dân của chúng ta. Mấy người chúng ta trong lúc tuyệt vọng đã chạy trốn nên mới có thể thoát chết được đó. Sắc mặt từ dưng dần dần, dần lạnh đi. Vậy người của, người của tộc trưởng các ngươi hiện tại ở nơi nào? À, bọn họ đã tiến vào khu hoang độc của Vân Khâu Thập Vân Khâu Thập Vạn Sơn Lĩnh rồi, tìm kiếm chú văn hòa trùng đó gì đó đấy, nhưng đến nay vẫn chưa quay lại. Ta đây hiện tại truyền cho ngươi một đạo dấu ấn Ngươi giúp ta xác định thân phận của người này xem như thế nào Từ dương nói xong Đưa khuôn mặt của lăng thanh thủ cho lão phụ nhân Đối phương có vẻ hơi kích động Ồ đây, đây không phải là con gái của tộc trưởng chúng ta hay sao Là tộc trưởng đời kế tiếp đó lăng xa Đại nhân ngài biết nàng ấy hay sao Từ dương âm thầm thờ vào nhẹ nhõm Cho nên nàng cũng đi theo mấy người tộc trưởng vào núi hả Vâng rồi, vâng ạ à, lăng sa chính là tu sĩ cường đại nhất trong tộc của chúng ta nếu có nàng ở đấy ở đây chiến huy tộc tuyệt đối không dám tùy tiện tấn công chúng ta đâu nhưng đáng tiếc bây giờ có nói gì cũng đã quá muộn rồi thôi các người cứ yên tâm đi ta sẽ giúp các người đi báo thù từ dưng nói xong lại nhìn về phía mấy tộc nhân cường đại ở trước mặt Xin cảm tạ các người đã cung cấp manh mối cho ta. Ta sẽ nhớ ký ân tình của đương dương tộc. Hiện tại chúng ta lập tức lên đường đi tới khu hoàng độc đó. Sau này còn gặp lại. Chờ, chờ một chút. Khi đám người từ dương sắp đi đột nhiên bị các lãnh đạo của đương dương tộc ngăn lại. thiếu niên, đương dương tộc chúng ta có một quy củ, mỗi một nhóm người đến tìm kiếm sự trợ giúp của chúng ta sau khi nhận được đáp án của họ mong muốn đều phải trả thù lao. Từ dương không khỏi nhíu mày, thù lao chẳng lẽ một nhân tình của ta còn không xứng làm thù lao của các ngươi hay sao hay là ngươi coi trọng thứ gì trên người của chúng ta lời này vừa nói ra mọi người trong đội đều phóng thích ra da rộng thần lực ở các mức độ khác nhau bầu không khí đột nhiên trở nên rất nghiêm túc thế nào các ngươi là người ngoại tộc tìm kiếm sự trợ giúp của chúng ta lại không tuân thủ quy củ gì cả các ngươi không để đương dương tộc của chúng ta vào mắt hay sao muốn Lý từ dương muốn trở mặt nhưng nghĩ lại thì những người này dường như cũng không có làm cái gì sai dù sao cũng là hắn đã xài trước thôi bỏ đi người muốn thù lao gì là tiền hay là chúng ta đây chỉ cần một thứ thôi đầu của đệ nhất cường giả tộc trưởng chiến huy tộc Lúc này Từ Dương mới nhận ra đây chỉ là một cuộc đấu tranh nội bộ giữa các tộc. Đoàn đội của hắn nếu đã quyết định đi tìm Lăng Thanh Thủ, như vậy kẻ thù của một thần tộc Chiến Huy tộc cũng chính là kẻ thù của bọn họ, tiện tay giúp họ lấy đầu của đối thủ cũng không phải là không được. Vấn đề này thì không thành cái gì cả, không thành vấn đề gì cả, nhưng phải chờ tới lúc chúng ta tìm được cố nhân mục thần tộc rồi mới tính tiếp, chỉ cần nàng quyết định đi báo thủ là kẻ thù của nàng, thế thì ngày tàn của chiến huy tộc đã đến rồi đó. Đáp ứng xong yêu cầu này của đương dương tộc sát khí của tu sĩ nhằm vào mọi người xung quanh nhanh chóng tiêu tán đi, quay trở về tư thế bình thản ban đầu. Sau khi đám người tự dưng đạt được mục đích họ tiếp tục bước vào xe và tiến vào khu vực hoang độc. Cái gọi là khu vực hoang độc nơi được cả thế giới này gọi là cấm địa là bởi vì đây là một nơi độc thú thường xuyên lui tới. Theo thời gian, môi trường sống ở sâu trong rừng già đã trở nên thập phần ác liệt. Nhưng một ít tu sĩ cường đại lại có thể chịu đựng được xâm lấn của môi trường tiến vào bên trong hái một ít thiên tài địa bảo thu thập thập phần chân quý. Phải biết rằng địa phương càng hung hiểm, thảo dược sinh trường ở loại địa phương này sẽ càng chân quý hơn, nguy hiểm và kỳ ngộ luôn cùng nhau tồn tại trời ạ à, nơi này quá đáng sợ đi ngay cả không khí cũng hoàn toàn chìm trong độc như thế này thật không ổn chút nào đâu từ đoàn đoàn nhìn không được khít sâu một hơi khí lạnh rồi lại thở dài một cái không cần phải sợ ta có biện pháp rồi từ dưng nói xong từ lòng bàn tay bất ngờ vẩy ra một loại bột thuốc độc đặc thù rất nhanh mùi thơm của loại bột thuốc này đã bám vào trên người những đồng đội xung quanh đây chính là phấn hoa kháng độc ta tự mình đi phối chế, chỉ cần ở trên người tản mát ra loại mùi thơm này, những nhân tố kịch độc chung quanh trong khoảng thời gian cực ngắn sẽ trung hòa với hương vị của phấn hoa, từ đó đạt tới tác dụng ngăn cách độc tố đọ. Độ. Mấy đồng bạn đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ hiện tại cũng không có thức tình ký ức ở trong thế giới thực, đương nhiên không biết từ dương, người đang ở trước mặt bọn hắn là thần thông quảng đại tới cỡ nào. Cho dù ở thế giới giả tưởng, từ dương vẫn là tồn tại không gì không làm được. Đoàn người bắt đầu bay vào sông trong khu hoang độc. Đủ loại mánh thú hoang dã xuất hiện tầng tầng lớp lớp trong rừng rậm ở phía dưới. Này, nhìn kìa, đằng kia có cái gì kìa? Long Khôn là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường. Trên mặt đất trong rừng rậm xuất hiện một số thi thể mặc trang phục đặc thù. Đám người tự dưng lập tức đi xuống kiểm tra xem có chuyện gì đã xảy ra. Lúc này mới phát hiện những người đã chết trong rừng rậm này chính là cương giả của một thần tộc. Không xong rồi, xem ra bọn họ đã bị vô số mãnh thú công kích, lực lượng chú văn trên người bọn họ đã họ toàn bộ đều bị đánh nát rồi đó. Kỳ quái, lão đại, cô đường người muốn tìm rút cuộc ở nơi nào vì sao không thấy bóng dáng của nàng vậy? Ngay lúc Long Khôn vừa mới dứt lời, phía xa đã có vô số mũi tên sắc bén bay về phía bên này. Cẩn thận! Từ dưng lập tức phóng xuất khí tức tu la cực kỳ cường đại, hắc sát quang vụ trong khoảnh khắc đánh nát những mũi tên đang bay tới ánh mắt lạnh lùng khóa chặt vào những âm thần những người âm thầm phóng ám tiễn này trên thân những tiễn này tản ra khí tức chú văn chắc là người của một thần tộc đó từ dương sau khi phát hiện chi tiết này lập tức chạy tới bên cạnh gốc cây cổ thụ cao lớn dùng hồn âm cường đại bao trùm lấy bốn phía Chúng ta tới để cứu viện cho một thần tộc không phải là địch nhân của các người. Nếu còn có chiến sĩ của mạch này, xin hãy nhanh chóng hiện thân đi. Quả nhiên, sau một khắc hồn âm bao trùm bốn phía, mười, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện từ đầu bên kia rừng rộng. Đi đầu là một cô gái trẻ mặc áo da. Một thần tộc rất nhanh đã lọt vào ánh nhìn của mọi người. Nữ nhân này nhìn qua có một loại mị lực giã tính, khí thức thu sĩ, cũng thập phần cường đại, cô không có một vết thương ở trên người là tồn tại cường đại duy nhất trong đoàn đội của đội ngũ. Thanh thủ, cuối cùng cũng tìm thấy người rồi. Từ dương nói thầm trong miệng, đồng bạn ở bên cạnh ai nấy cũng đều ngẩn ra. Từ trước tới nay, bọn họ đối với tâm lý như một người ngoài của từ dương đều tỏ vẻ ngạc nhiên, không khỏi bắt đầu đánh giá thành viên mới này. Các người là ai? Làm sao biết được người của một thần tộc chúng ta lẻn vào rừng rậm này? Lăng Thanh Tù rõ ràng đối với Tử Dương và những người khác đều không quen thuộc cho dù hiện tại nàng cũng không có ý định buông xuống lòng cảnh giác. Ta không thể không nói cho các người biết chiến huy tộc đánh lén bộ tộc của các ngươi rồi. Hiện tại tộc nhân các ngươi tử thương hơn phân nửa đã hoàn toàn ngã xuống rồi đó. Người, người nói cái gì? Trường 321 cướp đoạt hòa trùng. Đáng ghét, không ngờ chiến huy tộc dám lén nút điều tra chúng ta. Đến lúc trước lúc trước khi thành trừ tay mắt của trong tộc cũng không thể nhổ cỏ tận gốc nói cho cùng chúng ta đã phạm sai lầm lớn rồi trên mặt của lăng thanh thủ tràn đầy bi thương ồ thế nói như vậy lúc trước hai tộc các người cũng đã dường cùng bạt kiếm với nhau hay sao vậy tại sao lúc này người còn liều mạng tiến vào khu vực nguy hiểm như này từ dương có hơi khó hiểu với việc này mở miệng hỏi một chút Tộc trưởng chiến huy tộc huyền khôn đã bước vào đại vũ hồn cảnh rồi, luyện hóa ra chú vận lôi thuộc tính mạnh nhất. Hiện tại chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, chỉ khi trong rừng hoang lấy được hòa trùng này mới có khả năng chiến thắng bọn họ thôi. Lăng thanh thủ đói xong gõ ra dấu hiệu trên trán của mình. Đây chính là dấu hiệu của huyền hòa. Huyền hòa hòa trùng cũng là tín ngưỡng của mục thần tộc chúng ta. Truyền thuyết kể rằng có vô số năm trước dưới miệng núi nửa ở sâu nhất trong rừng rậm này, Nguyên hòa hòa trùng trên chính sinh ra, nó có thể luyện chế ra chú văn cường đại nhất ở trên đời. Đây là mục đích duy nhất của chúng ta trong chuyến đi lần này. Lòng khôn bất đắc dĩ thở dài. Ôi. Những người trong bộ lạc các ngươi thật đúng là thật thà cơ mà, cũng không nghĩ đây là một cái truyền thuyết hay sao, thực tế hòa trùng cũng không hề tồn tại đâu. Lăng thanh thủ cũng không có nhiều lời, chỉ mở bàn tay của mình ra, một đạo hòa chú văn quang diễm cực kỳ thuần túy xuất hiện. Nếu như ban đầu không có truyền thừa của hỏa chủng, quá khứ huy hoàng của mục thần tộc chúng ta là đến từ đâu? Mấy ngày năm trước, toàn bộ vân khâu đều là địa bàn của chúng ta. Tất cả các chủng tộc khác đều phải cúi đầu xưng thần với chúng ta. Tất cả đều dựa vào lực lượng của hỏa chủng đấy. Từ dương kẽ thở dài một tiếng. Cái gì cũng không cần nói đâu. Nếu người đã muốn tìm kiếm hỏa chủng, đem vị trí nói cho chúng ta biết đi. Chỉ khi được chúng ta trợ giúp, các người mới có khả năng chạm đến lực lượng quả trục mà thôi. Lăng thanh thù lâm vào trầm tư, sau lưng của nàng bởi mấy tinh anh trong tộc đều hai mặt nhìn nhau, cân nhắc được ngày mới rút cuộc gật đầu. Tình hình hiện tại, nhiều người trung quy vẫn là tốt hơn ít người. Những người này nhìn qua cũng không giống người xấu, tuy rằng ta không rõ bọn họ vì sao muốn giúp chúng ta, nhưng tình cảnh ở trước mặt của chúng ta có được trợ giúp của bọn họ chắc chắn là chuyện tốt rồi. Lăng thanh thủ cuối cùng cũng gật đầu Vậy thì đa tạ Chỉ cần có thể giúp chúng ta lấy được hòa trùng Sau này mục thần tộc chúng ta sẽ vinh viễn là minh hiểu của các ngươi Tiểu đoàn đoàn bất đắc dĩ lắc tay Các người ngay cả bộ lạc cũng không có Hứa hẹn nhiều lợi ích cũng có ý nghĩa gì đây Còn không bằng xuất ra một chút lợi ích thực tế đi Lăng thanh thủ nhìn tiểu nha đầu một cái Rồi lại hỏi về các người muốn cái gì rất đơn giản thôi. Nếu như chúng ta giúp ngươi đạt được hòa chủng kia, hơn nữa thành công tiêu diệt một mối nguy lớn của các ngươi, chính là chiến huy tộc, giúp tộc nhân đã ngã xuống của các ngươi báo thù từ nay về sau, ngươi phải trở thành tùy tung của lão đại chúng ta. Hơn nữa theo chúng ta rời khỏi nơi này, đem vị trí của tộc trưởng giao cho người khác đi. Tiểu đoàn đoàn này tương đối thông minh nói ra tầm ý của Từ Dương. Không được, nàng ấy là tộc trưởng tương lai của chúng ta. Các ngươi có quyền gì mà kêu nàng ấy rời đi? Lăng Thanh Thù lại vung tay về phía sau. Được, ta đáp ứng các người. Chỉ cần có hỏa trùng, cho dù không có ta, mục thần tộc vẫn có thể có cơ hội quật khởi thôi. Nhìn ánh mắt kiên định của Lăng Thanh Thù, tâm trí của Từ Dương phản phất quay lại thời điểm hắn vừa mới xuất quan. Khi vừa mới trở về Thiên Lam Tông, tông môn bị vây công, bộ dáng bất khuất của nàng vẫn ẩn ấn tượng như thế. Ngay cả khi đang ở trong thế giới giả tưởng, dù vậy bản chất của một người sẽ không bị thay đổi. Từ dương tin tưởng chắc chắn, luôn luôn một có một sự tồn tại có thể giúp nhóm người bọn họ trở lại về thế giới chân thực, thoát khỏi sự trói buộc của vô tận tháp này. Cuối cùng, đoàn đội lần nữa tạm thời lớn mạnh, đoàn người dưới sự dẫn dắt của thanh thủ đi về khu vực núi nửa ở giữa. Càng đi vào bên trong rừng rậm, nhiệt độ trong không khí lại càng cao, áp lực mang đến cho mọi người cũng càng lớn. Cũng may, thực lực tổng thể của mọi người tương đối mạnh, chỉ riêng đặc tính nhiệt độ cao cũng không mang đến áp lực trí mạng cho mọi người. Huống trì, trong đội ngũ còn có hai lão đại chân chính là Từ Dương và Vô Song, yếu tố môi trường bên ngoài tuyệt đối không thể uy hiếp đến tiến độ đi tới của đoàn đội. Hai ngày sau, đám người Từ Dương đi tới trung tâm rừng Hoàng Độc cũng chính là phụ cận của núi lửa Hoàng Độc bay vút cao từ dưng nhờ sự trợ giúp của xe tam tê quan sát toàn bộ núi lửa rất nhanh đã nhìn thấy ngọn lửa màu vàng rực cháy đang thiêu đốt giữa ngọn núi lửa kia quả nhiên giữa núi lửa thật sự sinh ra một quả hòa trùng nó giống như dấu hiệu trên hình đầu các người vậy đám người lăng thanh thù có vẻ mặt đặc biệt hưng phấn thật tuyệt vời huy hoàng của tộc nhân chúng ta cuối cùng cũng có thể được tái hiện rồi Lăng thanh thù ra hiệu để tự nàng đi lấy nhưng bất đắc dĩ, nhiệt độ bên trong núi lửa này quá mức ác liệt chỉ bằng một mình nàng đừng nói là lấy được hòa trùng cho dù có tiếp cận được bên kia cũng không có làm được gì. Ta đã nói rồi, các ngươi không cần phải uổng phí khí lực gì cả đâu, chuyện này giao cho lão đại chúng ta là được rồi, ngoại trừ hắn ta cảm thấy trong đội ngũ này không có ai có thể có năng lực đó đâu, Long Khôn nói như vậy giờ vào phán đoán của hắn, tuy rằng tu vi của vô song trưởng công chúa bị hắn xem nhẹ, nhưng Tử Dương thực sự là người duy nhất có bản lãnh như vậy. Tu La Kiếm bị hắn gọi ra, kiếm khí cường đại phóng thích ra chung quanh dưới sự dẫn dắt của Tử Dương, lao vào sông trong miệng núi lửa. Mọi người chỉ nghe thấy một âm thanh dữ dội phát ra, bóng đèn vô cùng vô tận gần như nuốt chửng toàn bộ lực lượng hỏa diễm ở sâu trong miệng núi lửa. Ngay sau đó, thôn vệ cường đại nhanh chóng tập trung vào ngọn lửa kia dưới sự khống chế của tử dương tu la kiếm cứ như vậy mang theo một hòa trùng bay ra khỏi miệng núi lửa trời ạ à, người thật sự đã làm được rồi lăng thanh thủ lúc này hoàn toàn bất ngờ với tử dương khi nàng nhìn thấy tử dương cầm tu la kiếm ngạo nghễ đứng ở trên không tay còn lại cầm ngọn lửa rực rỡ kia trong ánh mắt lóe ra một tia phấn khích cùng với ngưỡng mộ một lần nữa rơi xuống mặt đất từ dương cũng không lập tức đưa hòa trùng cho lăng thanh thủ thứ này quá mức nóng bỏng và ác liệt ta cần một đoạn thời gian làm lạnh nó rồi mới có thể giao cho người nếu không người chẳng có những cơ hội luyện hóa nó đâu cho dù có mạnh mẽ thôn vệ vào trong cơ thể nó cũng có khả năng hủy hoại lấy người hoàn toàn đừng nói có thể giữ được tù vi người có còn, còn sống hay không không đều là một ẩn số đấy lăng thanh thủ không phản bác từ dương vào lúc này nàng thấy từ dương giống như một vị cứu tinh của tộc nàng vậy thực lực chính là tiền vốn lớn nhất của hắn cho dù là người tộc nhân Cường tráng đứng ở sau lưng thanh thủ cũng không dám có chút chậm chế nào đối với Từ Dương. Tự nhiên cũng nghe lời của hắn. Ước chừng qua hai canh giờ, tu la lực của Tử Dương đã hoàn toàn làm lạnh hòa trùng kia, hơn nữa còn hấp thụ một bộ phận lực lượng hòa trùng nhập thể, lúc này mới xem như thành công mỹ bán, yên tâm đem hòa trùng giao cho thanh thủ. Dù cho là như thế, khi lực lượng hòa trùng hoàn mỹ hiện ra, thanh thủ muốn thôn vệ nó vẫn có chút cố hết sức, Lăng sao đại nhân Người sẽ gặp nguy hiểm hay sao Thanh thù cười khổ lắc đầu Vì hy vọng các tộc nhân Cho dù là có xuống địa ngục Cũng không có hối tiếc đâu Trường 322 Thôn vệ hòa trùng Các tộc nhân mục thần tộc Cảm tạ sự phù hộ của các người Ta đã thành công đạt được hòa trùng Có trong truyền thuyết của mục thần tộc Mục thần tộc sắp kênh đón một vòng phục hưng mới rồi Ta nhất định sẽ báo thủ cho các người Xin hãy yên nghỉ đi Lăng Thanh Thủ nhìn qua rất kích động. Mỗi khi nghĩ đến những tộc nhân đã chết tạm trong tay của bọn chiến người chiến huy tộc kia, hận ý ở trong lòng của Lăng Thanh Thủ sẽ bùng cháy giống như ngọn lửa này. Nàng đã nóng lòng muốn hoàn thành việc thôn vệ hỏa trùng này, sau đó dẫn dắt mọi người lật đổ chiến huy tộc. Ta không thể không nhắc nhở ngươi, lực lượng của hỏa trùng này thập phần cường đại. Tu vi hiện tại của ngươi nếu như muốn một lần luyện hóa nó thành công, không có người ngoài trợ giúp căn bản không có khả năng thành công đâu vậy ý của ngươi là ta nên làm như thế nào khi cả hai đối diện nhau lăng thanh thủ vẫn rất tôn trọng từ dương tuy rằng hiện tại nàng không còn có ký ức gì ở trong thế giới thực căn bản không thể nhận ra là từ lão tổ của nàng nhưng bởi vì từ dương đã giúp nàng đạt được hòa trùng phần ân tình này khó mà có thể diễn tả bằng lời còn có một chuyện đây về phương diện tinh thần của ta cùng với người cần bảo trì độ cao nhất trí trong quá trình người thôn vệ mới có thể dùng tốc độ nhịp nhàng dẫn dắt ngươi thực hiện được, bao gồm cả việc chuyển năng lượng và bảo hộ vệ ngươi. Nếu không có thần lực của ta thay ngươi bảo vệ kinh mạch, nếu quá trình thôn vệ xảy ra bất kỳ điều gì khác thường nào, sẽ rất nguy hiểm đó. Làng thành thủ đương nhiên hiểu được hỏa diễm này có ý nghĩa gì, nếu nàng bí quá hóa liệu, dẫn thể sẽ làm cho trả giá bằng cả tính mạng. Là tộc trưởng đương nhiệm của một thần tộc, nàng tất nhiên không phải là người sợ chết, nhưng trước khi hoàn thành xong sứ mệnh, nàng nhất định phải sống sót. À Dương, hy vọng của cả một thần tộc đều giao vào trong tay của ngươi. Chỉ cần ngươi cam đoan, ta có thể cắn nuốt toàn bộ lực lượng của hỏa trùng này. Cái mạng này của ta sau này chính là của ngươi. Từ Dương lộ ra nụ cười hài lòng. Cái gì? Mạng của ngươi vẫn là tự mình giữ lại đi, ta không cần đâu. Nhưng vận mệnh tham gia vào đội của ta, ngươi không có biện pháp thay đổi nữa đâu. Yên tâm, có ta ở ngươi cũng tuyệt đối sẽ không có việc gì. Không biết vì sao, Lăng Thanh Thù người đã mất ý trí nhớ về thế giới thực khi bắt gặp ánh mắt của Từ Dương trong lòng lại sinh ra một cảm giác quen thuộc khó hiểu, dường như người này bẩm sinh đã có thể mang đến cho mọi người xung quanh cảm giác gần gũi vậy. Bây giờ hãy nhắm mắt lại, điều chỉnh trạng thái của mình theo hướng dẫn của ta đi, hiện giờ bắt đầu đi thôi. Từ Dương xứng danh hạch tâm và tuyệt đối lãnh tụ tinh thần của cả đội, vừa dứt lời, đồng đội chung quanh rất tự giác di chuyển ra bên ngoài, tạo đủ không gian cho hai người, hơn nữa đây còn là đang hộ pháp cho bọn họ. Đây cũng là sự trợ giúp lớn nhất mà đoàn đội và đồng đội của người có thể mang lại cho Tử Dương. Thỉnh thoảng chỉ cần đứng ra làm giúp hắn một số chuyện đã có thể ôm cái đùi cương tráng này cả đời. Theo sự hướng dẫn của Từ Dương, Lăng Thanh Thủ rất nhanh tiến vào trạng thái hoàn hảo của tinh thần và tâm trí, cảm xúc có thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Phải biết rằng giai đoạn thôn vệ hòa chủng này ngay cả từ dương cũng chưa tự mình trải qua. Nhưng bởi vì hắn đủ cường đại có thể dùng tinh thần lực của bản thân tiến hành giám thị toàn bộ kinh mạch của Lăng Thanh Thù, như vậy mới có thể cam đoan thân thể của nàng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bắt đầu Hai mắt từ dương vẫn ngắm nhìn, nhưng hắn lại tạo ra một đạo khí tức màu đen cực kỳ ngưng thật, hóa chặt bàn thể ngọn lửa màu đỏ ở trước mặt, chậm rãi dẫn dắt nó bay về phía đỉnh đầu của Lăng Thanh Thù, người này rất cuộc có, có lai lịch gì đây hắn có thể dựa vào thần lực của mình bao phủ toàn bộ hòa trùng bất diệt này mà không có bị nó hoàn toàn hòa tan đi chuyện này quá là kinh khủng rồi mấy chiến sĩ mục thần tộc bên cạnh đều sững sờ kinh ngạc nhìn nhau không ai tin tưởng tên gia hỏa này nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi này sẽ có thủ đoạn như thế cũng thuộc thế hệ trẻ sự tồn tại của tứ dương khiến những người này cảm thấy tự ti người với người vì sao bọn họ phải dựa vào một nữ nhân để cứu cả bộ lạc mà tên trước mặt này lại có thể dựa vào sức của một người thủ hộ nhiều đồng nhiều đồng ngươi dù ở trên trời trời hay dưới đất vậy không gì sánh làm được đây là khoảng cách thực lực mạnh yếu quyết định cách sống khác nhau của mỗi người khác nhau mà cả đời từ dương nhất định sẽ chấn động thiên địa Ánh sáng của hỏa trùng hoàn toàn bị đồng hóa thành màu đen, cùng với tu la lực và tự dương duy trì trạng thái câu thông tương đối hoàn hảo. Dưới sự dẫn dắt của hắn bắt đầu dung nhập vào trong đan điền của lăng Thanh Thủ. Sở Dĩ lựa chọn vị trí này bởi vì là đang điền vào một chỗ thủ sĩ, đặc biệt là người sở hữu lực lượng lượng chú văn như vậy. Đây là nơi tích trữ lực lượng đầu tiên, là bộ phận trọng yếu nhất cũng là nơi cứng rắn nhất trên cơ thể thủ sĩ có thể tổn thương hại thân thể khi bắt đầu có thể trợ giúp cho lăng thanh thủ thích ứng với lực lượng và nhiệt độ cao của hỏa trùng. Đạo lý này giống như ngâm mình ở trong nước nóng vậy, nhất định phải xâm nhập từ bàn chân. Khi khi bàn chân đã bắt đầu thích ứng với nhiệt độ nước thì mới có thể tiếp tục từ từ xâm nhập toàn thân, cũng thực hiện cách đó với hỏa trùng. Quan trọng hơn, các mạch máu và cơ quan trọng yếu ở trên cơ thể đều nằm ở nửa người trên. Nếu như hỏa trùng nhập thể từ bộ phận khác, đầu đến dữ dội sẽ trực tiếp luyện hóa phế đi kinh mạch của nàng. Một khi tinh thần lực mà bị sụp đổ, hỏa trùng mang theo huyền hỏa uy thế hoàn toàn mất đi khống chế. Lăng thanh trù thậm chí còn có khả năng bị thiếu chết lúc này trong đoàn điện của lăng thanh thủ nhanh chóng truyền ra vô số năng lượng nguyên hỏa gần như ngay lập tức đã thắp sáng toàn bộ chú văn trải rộng gặp toàn thân và cả những nơi ẩn nấp sâu trong cơ thể nhà đầu này cả người từ đầu đến chân mỗi một tấc da thịt đều dày đặc chú văn màu đỏ thẫm bao phủ đó chính là hiệu quả năng lượng chú văn bị lấp đầy trong nháy mắt trời ạ à, đây chính là uy lực của huyền hòa hòa trùng hay sao đại nhân lúc trước vì bảo vệ chúng ta đối kháng hung thú cường đại ở trong rừng hoang tộc này đại nhân đã gần như càn kiệt toàn bộ lực lượng lưu trữ trong chú văn rồi những lực lượng dự này dựa vào việc tu luyện để bổ sung lấy tiền phú của đại nhân ít nhất cũng cần nửa tháng mới có thể nhưng hòa trùng này chỉ trong nháy mắt đã có thể lấp đầy chú văn này rồi quá kinh người rồi đây những đồng bạn của Từ Dương đều đến từ vương đô thần quốc, gần như bọn họ chỉ hiểu biết về thần lực, hơn nữa phần lớn đều là kiếm tu có quan hệ trực tiếp với quân đội và của vương đô. Đối với việc tu luyện chú văn, có chút dựa vào ngoại lực này không phải là rất hứng thú, thậm chí có thể nói là có chút xem thường, bởi vậy tất cả mọi người không hiểu rõ môn đạo trong việc này. Nhưng lúc này đây, sau khi Từ Dương quan sát trong huyết mạch của Lăng Thanh Thủ, hắn mới phát hiện loại lực lượng trú văn này chính là dùng thiên địa nguyên khí cùng với nguyên tố thuộc tính cơ bản nhất dựa theo quy luật cụ thể được sắp xếp rồi cất giữ lại tại thời điểm cần thiết lấy ra sử dụng vẫn có thể tính là một loại phương thức tu luyện khác nhau. Đơn giản mà nói, phương thức này chỉ cần cố gắng ít nhiều, gì cũng có thể kế thừa một ít lực lượng, lượng để tăng khả năng sống sót của mình, không giống như việc tu luyện cần nhắc đủ loại thiên phú gì đó. Trường 323 chân tướng rõ ràng Tất nhiên, tu luyện chính là chân chính lợi dụng lực lượng thiên địa để thay đổi lực lượng của bản thân. Loại lực lượng chú văn này chỉ cần lợi dụng việc lấy chú văn làm trung gian tạm thời phong ấn lực lượng vào trong cơ thể. Kinh mạch trong cơ thể cũng không được cải thiện quá mức rõ ràng. Từ dương cũng không ngờ, điểm này lại trở thành nguy hiểm tiềm ẩn trong lúc thôn vệ hỏa trùng kia. tại giờ đây dường như ngay cả bản năng tu luyện của nhà đầu này cũng đã bị phong ấn ngay cả khí tức khi vào trong kinh mạch cũng không được thuận lợi lắm lực lượng của huyền hòa ở trong đan điền gần như duy trì một kích thước với lúc ban đầu nếu như không thể mau chóng thuần vẹn nó vào trong thân thể nếu cứ như vậy mà tiếp tục chỉ sợ sẽ dẫn đến thức hải tan giả thôi nghĩ như vậy từ dương lập tức đưa ra hướng dẫn tương ứng cho lang thành thủ sau đó tiếp tục thúc giục nàng phải tăng nhanh tết tấu luyện hóa của mình có chút đáng lo ngại là nhà đầu này cũng là chỉ là vội vàng làm theo, không có lòng nhiệt tình, muốn thôn vệ nó, lại không có năng lực và phương pháp thủ phù hợp, gần như toàn bộ quá trình đều dựa vào từ dương, chuyện này có chút khó xử. Theo thời gian từng chút từng chút trôi qua, toàn bộ quá trình thôn vệ diễn ra chậm hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mọi người, đảo mắt đã hoàng hôn đã qua, màn đêm buông xuống. Lòng khôn vỗ miệng rũi lưng, hắn bắt đầu mệt mỏi giá rời, Mấy người ngũ kim hoa bên cạnh vì tu vi không cao lắm nên rất nhanh liền sinh ra cảm giác mệt mỏi sau khi tiến vào khu vực trung tâm của rừng hoang độc này. Thôi, các người về xe nghỉ ngơi trước đi để ta canh giữ hai người bọn họ cho. Mấy người bên Long Khôn cũng không có khách khí, dù sao nơi này nhìn qua không có dấu hiệu hung thú sẽ tấn công. Đến gần khu vực miệng núi lửa này, phòng trừng trong đoàn đội khu vực hoang độc cũng không có bao nhiêu người dám tiến lên. Tốt lắm, làm phiền vô song tỷ tỷ vậy, nếu như người cũng mệt mỏi, nhớ gọi chúng ta đến thay thế người nha. Tiểu khả ái đoàn đoàn cũng vuốt eo lưỡi biếng, vô song nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, cười gật đầu. Nếu như những người này biết vô song chính là trưởng công chúa, người có địa vị trí cao vô thượng ở thần quốc, có lẽ họ đã sớm đi nghỉ ngơi rồi. Còn nha đầu linh giao kia, bởi vì bản thân chính là cao giai kiếm tù, tổ chất thân thể vẫn rất cường đại, sau khi cùng với vô song chào hỏi đã hướng bên ngoài miệng núi nửa này tìm một chỗ. Ta không mệt, ta cổng người canh, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau, còn có việc gọi ta nha. Bố trong gật đầu đáp lại, mấy chục tráng hán một thần tộc khác cũng đều chủ động yêu cầu linh giao, chia sẻ một ít nhiệm vụ cho bọn họ, mỗi người phân tán thành một vòng tròn lớn ở bên ngoài theo vị tộc trưởng đại nhân nhà mình và tự dương sáng tạo ra cho bọn họ hoàn cảnh thôn vẻ tốt nhất. Bình tĩnh nhìn từ Dương với lực lượng tinh thần của vô Song, nàng làm sao mà không nhìn ra từ đầu tới cuối cơ hồ đều là do Từ Dương tự mình xuất lực, dùng lực lượng của tu vi của mình chia sẻ phần lớn lực lượng thiêu đốt của hòa trùng mới đảm bảo cho nha đầu này thuận lợi cắn nuốt hoàn cảnh hòa trùng kia. Mà sau khi trải qua thử thách thôn vệ này, cường độ thân thể của Lăng Thanh Thủ đã trở thành người mạnh nhất trong đoàn đội ngoại trừ Từ Dương và vô Song. Trong đêm tối, ánh sáng bên ngoài miệng núi nửa thập phần tươi sáng, quá trình thôn vệ đã đi tới giai đoạn ác liệt. Toàn bộ cơ thể của Lăng Thanh Thủ đã hoàn toàn biến thành màu đỏ vàng nóng bỏng, ngồi xếp bằng trong đêm tối giống như một hỏa nhân. Không ai có thể nghĩ tới, hoàn cảnh thôn vệ vốn nên tập phần bí ẩn và an toàn gần như cũng là cùng lúc đột nhiên xuất hiện nguy cơ lớn lao. Chỉ trong tích tắc, không có lấy một lời cảnh báo nào, một đám hắc y nhân xuyên qua khu rừng rậm rạp trong đêm tối, lặng yên không một tiếng động tiêu diệt thành viên một thần tộc đang ngủ gật ở ngoài vòng rìa, rìa vòng rơi vây. Chỉ một đạo huyết sát đã xóa sạch mọi dấu vết sinh mệnh của người này, ra tay vừa tàn nhẫn vừa sắc bén, mới nhìn đã biết có chuẩn bị mà đến đây, đây không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Áp lực thầm lặng với những áp lực thầm lặng và những mối đe dọa về cái chết nhanh chóng lan rộng dường như mấy cường giả khác của mục thần tộc vẫn chưa kịp phản ứng lại sinh mệnh của bọn họ lần lượt mất đi gần như chỉ có hai người còn lại là có chút cảnh giác rốt cuộc cũng nhận ra điều khác thường gì đó có kẻ xâm nhập sau khi phát ra một tiếng nhắc nhở như vậy chiến sĩ mục thần tộc này cũng bị thủ tiêu đi Linh Giao là tồn tại như thế nào với tư cách là phó thống lĩnh của đoàn quân lính đánh thuê hoàng gia ở thủ đô nơi có vua của thần quốc. Lực lượng của nàng chắc chắn mấy người bục thần tộc kia không thể cùng so sánh được. Sau khi nhận thấy có điều gì đó không thích hợp, nàng trước tiên gửi tín hiệu cảnh báo cho vua xong, đồng thời bước nhanh về phía của Tây Nam, nơi có những tộc nhân bục thần tộc kia. Tộc trưởng, ta cảm nhận được một cỗ khí tức tu sĩ cường đại đang tới gần, chắc là một trong những người lúc trước đó đã tới, Cầm đầu là một người bịt mặt, hắn cười lạnh. Đừng có lãng phí thời gian với nàng ấy nữa, đám người đó đều không phải là người tốt gì đâu, thả một con thú đã được thuần hóa cuốn lấy nàng ở được rồi. Mục đích của chúng ta là hòa trụng cùng với đứa nhân tên là tử lăng kia. Ít ai biết rằng, những kẻ xâm nhập này không phải là ai chính là đương dương tộc, những người vừa mới tiếp đái bọn tử dương. Không ai có thể nghĩ tới những tộc nhân của tộc này đều là những kẻ trong lòng chứa đầy tham vọng. Bọn tử dương lại càng không có ngờ đến kể cả chuyện của mục thần tộc bị tiêu diệt đều là do bọn họ cung cấp tình báo sai lệch, cố tình lợi dụng lúc chủ lực quan trọng của mục thần tộc vắng mặt, xúi dụng chiến huy tộc phát động tiến công. Lúc này, sau khi nhận được tín hiệu riêng của Linh Giao dành riêng cho đội hộ vệ Hoàng Thất Thần Quốc, trên mặt của vô song sinh ra một tia khinh bỉ khinh thường thay vì lộ ra thần sắc khẩn trương với cảnh giác thì trên mặt của vô song lại hiện ra một độ cười cuối cùng mấy chục đạo hắc ảnh nối đuôi đến tiếp mà đến theo sự chỉ dẫn của thân ảnh dự cửa trên đỉnh núi kia chúng chỉ cách đám người vô song hàng trăm thước vì vậy ta đây thật không có ngờ thủ phạm lại là các người đường dương tộc giọng nói của vô song trong đêm trăng lộ ra vẻ trong trẻo và lạnh lùng không cần nhìn tư thái và hình dáng của nàng chỉ là chỉ nghe thấy âm thanh này, cái khí độ ung dung độc nhất vô nhị của thượng vị giả cũng không phải là đàm phán. Đám phàm phu tục tử này có thể so sánh. Lúc này vô song càng giống như một vị thần lạnh lùng cao ngạo từ trên cao nhìn xuống những con kiến mà đang có thể dễ dàng nghiền chết này. Người rất là thông minh, tiểu cô nương. Tuy rằng chúng ta đã che giấu khí tức, lại bị bao phủ trong độc tố của rừng hoang độc, nhưng vẫn là bị người dễ dàng phát hiện. Chính xác là chúng ta làm đấy Tộc trường của đứng dương tộc Người có làn da màu cổ đồng Rất cuộc cũng tháo mặt nạ ra Sau mặt cực kỳ lạnh lùng Nhưng nụ cười kia dường như đã chứng minh cho tham vọng Được ông ta tính toán cẩn thận Sắp trở thành hiện thực Có thể nói cho ta biết Các người rất cuộc đã bày ra kế hoạch công phu như thế nào Làm sao các người có thể tìm tới nơi đây Điều này thì đơn giản thôi Mười mấy tộc nhân của một thần tộc mà các ngươi nhìn thấy kia, thực tế đều là tù binh của chúng ta mà thôi, cũng không phải là lưu dân được chúng ta chào đón gì cả. Bởi vì tất cả những cái thứ này, kể cả cuộc tấn công của chiến huy tộc đối với một thần tộc, đều là chúng ta bày ra. Và mục đích thật sự của chúng ta khi làm những cái điều này là để có được hòa trùng kia, lực lượng này đủ để chúng ta thay thế một thần tộc mãi mãi trở thành vương giả của vân khâu lĩnh kia. Trường 324 Quân thủ của Vô Song Vô Song lộ ra một tia kinh thường cười lạnh Vậy thì như thế nào chứ Cho dù gọi các ngươi là thiên hạ chi vương Thì chỉ có th cũng có thể là như thế nào Tham vọng và dục vọng sẽ mở rộng vô hạn mà thôi Có đôi khi Con người thật sự không nên sống Mà quá đặt vào trọng tâm thực tế Sống trong mơ mộng Có lẽ cũng là một loại hạnh phúc đó Lời nói của vô song càng giống như Đang tự thương xót cho bản thân của nàng, nhìn vào khuôn mặt những người ở trước mặt này, nha đầu này dường như đột nhiên có thể hiểu được sự kiên trì của Từ Dương. Ta không biết loại lực lượng nào đã cho các người đủ tự tin để tìm đến đây để phi tìm phiền toái. Hiện tại nếu các người lựa chọn rời đi, các người còn có thể tiếp tục sống an nhàn như trước. Nhưng tất nhiên, người cũng có thể chọn để từ chối lời nhắc nhở của ta, cố gắng thử một lần nhưng mà nếu làm như vậy, kết cùng của các người sẽ rất thảm đấy. Vô dòng hơi cất bước, khí tức trên người yếu đến mức không đáng nhắc tới. Nàng sợ khí tức của mình sẽ làm ảnh hưởng đến phán đoán của tự dương, làm cho hắn phân tâm. Nhưng điều này lại trở thành nguồn gốc cho sự tự tin mù quáng của những tên đến từ đương dương tộc kia. À, ta đây không có ngờ, ngươi còn không được tính là một tu sĩ thực thụ. Khí thức yếu ớt như vậy, theo như ta thấy, nếu không phải ôm đùi tên A Dương kia, mặt hàng như ngươi thậm chí còn không có tiến vào được rừng hoang độc này đúng chứ? Bị mấy chục cường già của đương dương tộc tự cho là đúng trò phúng kia. Nhưng vô song căn bản không cho những người này bất kỳ phản ứng gì vẫn bình tĩnh bước chậm về phía trước. Động thủ đi, không cần giết chết nữ nhân này đâu, chỉ cần làm cho nàng mất đi năng lực hành động là được rồi. Ta muốn nàng tận mắt nhìn thấy cảnh tắt đoạt lấy hòa chồng kia, giết chết đồng bạn của nàng, sau đó là cảnh ta chinh phục nàng. Tộc trưởng cũng không có ngờ nói ra những lời này đã được coi là đỉnh cao nhân sinh của hắn rồi, bởi vì vóng mắt nhìn toàn bộ thần quốc có lẽ không có ai dám ở trước mặt vô song mà làm cản như vậy. Những kẻ đáng thương này đã dùng hành động thực tế để chứng minh cầu cầm điếc, không sợ súng là như thế nào. Cường đại chú văn dao động dường như chỉ trong tích tắc đã làm cho cả khu vực miệng núi lửa lâm vào chấn động kịch liệt kia. nham thạch trong núi lửa nhanh chóng mà nóng lên, từng làn sóng nhiệt quay cuồng trên đầy trời. Nhưng mà nói cho đến cũng kỳ quái, trong nháy mắt khi làn sóng lớn này chạm vào thân thể của vô song như có cơn sóng dữ đánh vào bên rộng, tự nhiên biến mất đi. Thế cho nên, vị trí của hai người tử dương sau khi sau lưng ở vô song không có một chút ký thức dao động nào Lúc này dù là cường giả như Tử Dương cũng không nhận thấy bất kỳ sự bất thường nào khi xuất hiện kẻ xâm nhập. Cái gì? Làm thế nào điều này có thể xảy ra được chứ? Nữ nhân này lại có thể miễn dịch với lực lượng trú văn hay sao? Tộc trưởng hoàn toàn khiếp sợ bởi vì căn cứ vào phán đoán của hắn, người mạnh nhất trong đám người chắc chắn là Tử Dương. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới, hàng trăm phương ngàn kế để tính toán, chỉ xuất hiện một biến số là vô song vậy mà đã hoàn toàn bị đánh vỡ thật không ngờ tiểu hộ vệ nhưng ngươi lại có lai lịch lớn như vậy nói đi ngươi là ai vô song nở nụ cười xen lẫn trong đó là hàm ý trêu đuổi chúng sinh thành âm vẫn giống như cũ vô cùng êm tai chỉ bằng ngươi sao cũng xứng biết tên được của ta nàng nhẹ nhàng giơ tay lên một gợn sóng tinh thần âm thầm phát ra bay về phía mấy chục cường giả trước mặt bao gồm cả tộc trưởng đương dương tộc toàn bộ đều vì đóng đinh ở tại chỗ ngay cả khi họ chỉ muốn di chuyển một tấc cũng không có được ai ít ai biết rằng lực lượng vô song thi triển đã không còn là có thể hình dung định nghĩa bằng duy nhất thần lực nói càng giống như một loại lĩnh vực vậy mà nàng chính là chủ nhân duy nhất trong lĩnh vực này vị thần thống trị vạn vật các người không phải là đều muốn khát khao có lực lượng của hỏa trùng hay sao? Ta sẽ thành toàn cho các ngươi, để khi các ngươi rời khỏi thế giới này sẽ không có bất kỳ tiếc nối nào nữa. Ngón tay vô song khét điểm sau lưng của nàng, bên trên miệng của núi lửa có một đạo hỏa xa dài chừng mấy chục thức từ từ leo lên. Dưới lực lượng của vô song nhanh chóng thành hình, nó phun ra quang diễm, cuồng nộ vọt tới trước mặt mấy chục người này. Không, không nữ thần cầu cầu xin ngươi buông tha cho chúng ta lần này đi là chúng ta có mắt chó không nhìn thấy thấy thôi ta chúng ta cầu xin ngài tộc trưởng gần như là muốn khóc dù hắn có nằm bờ giữa ban ngày cũng không bao giờ có thể nghĩ đến những hộ vệ bên cạnh tên thủ lĩnh từ dương này dĩ nhiên mới thật sự là chúa để làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng ta nghĩ rồi ta đã cho các ngươi một cơ hội rồi tại sao còn con người luôn luôn như vậy chỉ khi đã trải qua tuyệt vọng, lúc đó mới cảm thấy hối hận mà thôi. Nhưng đáng tiếc, vô luận thế giới dù có hoàn mỹ đến đâu cũng không có tồn tại hai chữ hối hận. Các ngươi không có cơ hội đâu. Nhẹ nhàng khép lại đôi mắt đẹp nụ cười lạnh nhạt trên mặt của vô song vẫn không thay đổi. Chỉ là trong nháy mắt hỏa xà rơi xuống trong không trùng, toàn bộ mấy chục người hoàn toàn bị nuốt chừng. Hòa ra tự thân mang theo nhiệt độ nóng chảy của nam thạch bao phủ hoàn toàn mấy chục tên gia hỏa tội ác ngập trời này để cho bọn họ cảm thụ được nỗi khổ của bị hỏa thiêu. Nhưng bọn họ ngay cả một chút cơ hội dãy ruộng cũng không có, cứ như vậy đứng ở tại chỗ bị đốt thành cho. Mà một màn này vừa vặn bị Linh Giao nhìn thấy, người đang ở trên đường trở về sau khi chặt đầu con thú bị thuần hóa kia. Nàng cũng không có ngờ rằng Vô song kia, người được gọi là nữ chiến binh được hoàng cung phái đến bảo hộ cho tử thức A Dương lại cường đại đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Linh Giao không phải là kẻ ngốc, là một trong những người làm việc ở dưới trướng hoàng thất, khi thật nàng đã sớm cảm thấy quen thuộc với khí tức của vô song, mà một bàn trước này, nàng cũng không thể lại tự lừa dối mình được nữa. Nữ tử thần bí tên vô song này có lẽ chính là trưởng công chúa. Nhưng Linh Giao rất thông minh, hiện tại cũng không có vạch trần nàng. Thứ nhất, nàng đối với tử dương không có ác ý thậm chí có thể nói nàng làm những thứ này là vì bảo vệ tử dương thứ hai linh giao còn coi mình là người hầu của hoàng thất trưởng công chúa lựa chọn cái trăng để xuất cung việc này nàng không có tư cách để xen vào có lẽ trực tiếp tiếp tục hòa thuận ở chung như thế này mới là lựa chọn tốt nhất đối với song phương linh giao cũng biết nếu như không có vô song ở đây chỉ dựa vào một mình nàng thủ hộ từ dương và lăng thanh thủ sợ đều sẽ gặp nguy hiểm bên phía người sao rồi vừa rồi có một nhóm người bịt mặt đột nhiên xông đến giết chết mấy chiến sĩ của một thần tộc vô song cười nọ cười khẽ may mà người phát ra tín hiệu kịp thời ta đã có chuẩn bị bố trí ảo thuật dẫn những người kia vào trong miệng núi lửa nguy cơ đã được giải trừ cơ hồ tại thời điểm này mọi người trong chiếc xe ở phía trên khoảng không lần lượt xuất hiện vốn dĩ bọn họ lựa chọn tiến vào từ trên không vì là vì né tránh khí thức của rừng hoang độc sau khi nghe thấy âm thanh cuồng bạo tan phá bừa bãi của hòa xa, bọn họ mới quyết định đi xuống xem một chút. Không đợi bọn họ ổn định trên mặt đất, Lăng Thanh Thù và Từ Dương hai người đồng thời thức tỉnh. Sóng nhiệt cường đại đánh ra xung quanh, Lăng Thanh Thù quanh chân ngồi trên hư không, thuyền huyền hỏa quang mang trong thân thể thuộc về hòa trùng trở nên vô cùng rực rỡ, vô tận hỏa quang ở bên trong miệng núi lửa dường như trở thệ trở nên trầm ổn lại sau khi chạm vào lực lượng huyền hỏa bên ngoài cơ thể của nàng huyền hòa trùng này chắc là ngọn lửa tri nguyên chân chính của miệng núi lửa này hiện giờ hỏa trùng đã bị nha đầu này cắn nuốt lực lượng trong núi lửa mất đi nguồn cung không bao giờ nữa không bao lâu nữa sẽ bị lụi tàn thôi sẽ không còn phun trào được nữa đâu đúng vậy có vẻ như họ đã thành công rồi lão đại không hổ là lão đại cơ mà có thể làm cho một người chưa bao giờ thực sự tu luyện qua thần lực thôn về hỏa trùng khủng bố như vậy nếu là người bình thường mà nói vạn trường đã sớm thành hóa thành tro tàn rồi đó Trường 325 Nhất thống Vân Khổng Lĩnh Lăng thanh thù bộc phát lần cuối cùng Bầu trời giống như cũng sáng lên mấy phần Dường như đang muốn biểu thị rằng Chúa thể vùng trời này đã sinh ra Vững vàng đáp xuống đất Chú văn trên người một lần nữa ẩn tàng đi Lăng thanh thù mở mắt ra Chuyện thứ nhất chính là sông tới ôm lấy tử dương Phải biết dù là tại thế giới hiện thực Đi theo tử dương nhất vào Nam Gia Bắc, nàng cũng rất ít khi có hành động như vậy, không có bối phận lão tổ cách trở có thể khiến cho nàng càng thêm trực tiếp biểu đạt tình cảm của chính mình. Ta nói lời giữ lời, người giúp ta hoàn thành nguyện vọng lớn nhất của đời ta, đợi ta báo thủ xong, cái mạng này của ta chính là của ngươi. Này, chờ đã! Linh dao đột nhiên đứng ra, nói với mấy người về kế hoạch của đương dương tộc và lăng thanh thủ nói, đến đây cũng chỉ cảm thấy có phần mê mang còn sát lại mười mấy thủ hạ cũng đều chết chiến huy tộc mạch mà một mình một lòng nhận định là kiều địch của của mạch mà một lòng nhận định kiều địch còn bị đương dương tộc lợi dụng kia lực lượng tin tức lớn như vậy ập đến lăng thanh thủ muốn báo thù thì nay lại có chút mê man. Theo như ta thấy, trước tiên người nên thống nhất toàn bộ vân khẩu lĩnh đi, chỉ có khi nào hoàn thành thống nhất khu vực này, dùng uy vọng để lôi kéo các bên cùng tham gia mới có thể giải trừ phân tranh nơi này một lần mà vãi mãi thôi. Dân chúng mới có thể vượt qua những tháng ngày bình an được. Còn về kiều hận trước đây đã không quan trọng nữa đâu, bất kỳ kẻ nào có vọng tưởng ngăn cản ngươi hoàn toàn nhất thống tộc kia mới thật sự là địch nhân cần xử lý đấy. Lăng Thanh Thù nghe vậy thấy cũng có lý, bèn gật đầu nói, Người nói không có sai, khôi phục huy hoàng của bộc thần tộc trước kia chính là tâm nguyện bao đời của chúng ta, vậy ta bắt đầu từ bước này đi. Đám người trở lại bên bờ thảo nguyên minh mông, vô tận thẳng đến căn cứ của đường dương tộc. Và rất rõ ràng, mấy người vừa mới trở về các chiến sĩ của đường dương tộc đơn hiện rõ, rõ vẻ khủng hoảng ở trên mặt. Làm sao có thể, bọn chúng thế mà bình yên vô sự hay sao, tộc trưởng đâu? Mới trở lão, ăn ở ăn trong tộc hoàng sợ hết cả hồn từ biểu hiện của bọn họ cũng không khó nhìn ra phán đoán của linh giao đã được chứng thực những người căn bản không phải là kẻ tốt lành gì một đám dắp tâm hại người như thế này đường dương tộc người nghe đây giá tâm của các ngươi đều đã bị chúng ta nhìn thấu bọn chúng đã chết hết rồi táng thân bên trong miệng núi lửa mà ta đã chiếm được truyền thừa hòa trùng đây bây giờ ta lấy thân phận người kế thừa hòa trùng thiết lập một thần tộc mới, thống nhất trật tự tại Vân khẩu lĩnh, tất cả phải quy thuận dưới trướng của ta, nghe lệnh ta, sau khi chiến thắng sẽ được vinh thưởng thái bình, kẻ nào trái lời, giết. Lăng Thanh Thù vừa dứt lời, các chiến sĩ đều tỏ rõ vẻ phẫn nộ, người đừng nói là đầu hàng, trong bọn họ đều chỉ đang suy nghĩ nên báo thủ cho tộc trưởng nhà mình như thế nào. Lão tử liệu mạng với người Mọi người theo ta cùng nhau tiến lên Báo thù cho tộc trưởng Giết tên con hoang mục thần tộc này Mới trưởng lão và hai đứa con trai của tộc trưởng triệt đề trở nên điên cuồng rút vũ khí ra phóng thích sức mạnh chú văn đồng thời xông tới lang thanh thủ. Lang thanh thủ không cần sự trợ giúp đỡ của đoàn đội tử dương cung cấp cho mình mà cũng trực tiếp bay lên trên thân lần đỡ xuất hiện đường vân huyền hòa xích kim kia. Bây giờ Lạch Thanh Thủ dẫn động huyền hòa chi lực đã không cần sử dụng sức mạnh thông qua chú văn nữa, nhưng vì thói quen, nàng vẫn lựa chọn mượn nhờ chú văn để sử dụng ra huyền hỏa chi lực vô cùng cường đại. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, toàn bộ căn cứ nằm giữa từng mảnh lớn cỏ xanh và những bố trí bị bốc hơi trong nháy mắt, mấy người phản kháng vừa đối mặt liền bị thôn vệ thành một đám cho cho khói tiêu tan trong không khí. "Không, đây, đây, đây chẳng lẽ là sức mạnh thần linh hay sao?" cái này chúng ta không thể chống lại được rồi, nhanh đầu hàng đi. tộc trưởng đã chết rồi, đương dương tộc e rằng thật sự phải diệt đấy. tộc nhân thấy thế thì nhao nhao quỳ xuống, dập đầu xin tha thứ. các bạn không có ý muốn trọi cứng với một lang thanh thủ cường đại như bây giờ, không hề nghi ngờ. Sức mạnh giống như thần như vậy căn bản không phải là thứ mà những phàm phu tục tử này có thể chống lại. Sức mạnh chứa đựng trong chú văn sao có thể sánh vai với huyền hỏa chân chính được cơ chứ? Hôm nay, Lăng Thanh Chủ chỉ cần một ngón tay là có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ hơn nghìn người của đương dương tộc. Nhưng nàng không phải là đau phủ, càng thêm không phải là ác mà thích giết chóc gì cả. Nàng chỉ muốn mang đến cho Vân Khâu Lĩnh một tương lai tươi mới. Một dân tộc lại một lần nữa đạt đến đỉnh phong của Vinh Quang. Hòa thần đại nhân, xin ngài khoan dung, tha thứ cho tội lỗi của chúng ta. Chúng ta nguyện ý vĩnh viễn phụng sự dưới mục thần tộc. Nhìn mấy ngàn người quỳ dưới mặt đất, Lăng Thanh Thủ có cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Nàng biết mình rốt cuộc đã có đủ sức mạnh để thực hiện nguyện vọng của Tổ tiên. Nghe đây, từ hôm nay trở đi, toàn bộ vân khâu lĩnh chỉ có một cái tên duy nhất, đó chính là mục thần. Tất cả các ngươi còn là dân chúng của mục thần tộc, sống hưởng hào quang của mục thần, các người cuối cùng rồi sẽ được một cuộc đời mới tốt, tốt mới thôi. Đây là hứa hẹn của ta lấy danh nghĩa mục thần tộc đời trước dành cho các người. Hòa thần vạn tuế Có đủ thực lực chinh phục đối thủ tất nhiên cũng trở nên hết sức dễ dàng. Đây là sức mạnh mà Lăng Thanh Thủ lần đầu tiên được cảm nhận. Sức mạnh mà trước kia nàng có nghĩ và cũng không dám nghĩ trở thành một cương giả thật sự khiến cho người ta vô cùng hưng phấn nàng cũng không có quên đây đều là những gì từ dương mang đến cho mình nàng dùng cả sinh mệnh để báo đáp nam nhân này chiến huy tộc sao người nói cái gì đương dương tộc trong một ngày đã bị diệt hay sao sao có thể thế chứ tất cả những gì có liên quan thủ lĩnh và những người phản kháng đều đã bị hủy diệt rồi đại bộ phận dân chúng đều yên ổn đã quy hàng mục thần rồi mục thần trở thành tín ngưỡng của bọn họ Càng quan trọng hơn là bây giờ bọn họ đã bị nữ nhân lăng thanh thủ kia phân tán đến các mạch khác rồi. Lấy danh nghĩa là mục thần đại nhân để lôi kéo. Tất cả thế là có ý đồ phản kháng đều sẽ bị hỏa thần tiêu diệt không có thường xót đâu. Có thể nhìn ra được trạm gác chiến huy tộc cũng đang có vẻ đơm nớp lo sợ. Mỗi một tộc nhân chiến huy đều rất tinh tưởng. Mặc kệ bên ngoài có xảy ra chuyện lớn như thế nào, chiến huy tộc vì là kẻ đã chính tay đồ diệt người của mục thần tộc kia. Này, nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích, cho dù là mục thần tộc lại một lần nữa thống nhất toàn bộ vân khẩu lĩnh, vận mệnh của bọn họ dường như cũng không thể thay đổi, mà trên thực tế, bọn họ thật đang đang đánh giá thấp tấm lòng bao dung của lăng thanh thủ, cũng đánh giá thấp đoàn thể cường đại với người dẫn đầu là từ dương nàng. Bặc kệ đi, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho đến cục, chúng ta cũng không còn đường lui nữa đâu. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta nhất định phải nghĩ cách đám rắc rưởi vân khâu lĩnh này không có đáng tin cậy, nhưng không có nghĩa là chúng ta không tìm được giúp đỡ cường đại hơn. Người lãnh đạo chiến huy cuồng chiến vô cực nở nụ cười lạnh, rõ ràng hắn ta đã có gạch ứng đối rồi. Chúng ta cùng nhau kết thúc tập 43 ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo.